À, bắt đầu coi như là ở Mỹ này á, mình là người ta thì nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà mình thì mình nghỉ ngày thứ sáu thứ bảy, thì bây giờ bữa nay là ngày chủ nhật mình bắt đầu đi làm, cho nên dậy từ lúc 5:30 ngồi uống cà phê chút nhâm nhi rồi bắt đầu giờ mới lên đường chạy. Bây giờ trên đường đi trên đường đi làm mình sẵn tiện ngồi để có thời gian trên đường đi làm 10 phút 15 phút mới tới hãng, cho nên bây giờ mình tải một cái video mình nói chuyện, với các bạn anh chị em. Cái đề tài tiếp tục mình nói là cái ngược đời của Mỹ đối với Việt Nam. Cho mình nước khác thì mình chưa từng ở cho nên mình chưa có biết được, nhưng mà mình đã ở Mỹ được mười mấy năm, mình thấy những cái mà nó ngược đời ở đây, nó ngược đời với Việt Nam á, thì mình mới nói thôi. Chẳng hạn như mình vừa lên cái video trước mình đã nói là đến cái giai đoạn thứ ba, cái ngược đời thứ ba, bây giờ cái ngược đời thứ tư của Mỹ với lại Việt Nam là thầy giáo ở Việt Nam thì bắt học trò lên bảng quỳ ra trụ cờ phơi nắng, rồi thậm chí là lấy thước quất nổi lằn này kia kia nọ, nhưng mà ở Mỹ này không bao giờ có. Thậm chí cha mẹ cũng không dám đánh con, đánh thì cũng được thôi. Mình cũng biết nhiều gia đình như tỷ như Việt Nam mình, con ở Mỹ thì nó tuyệt đối nó không đánh rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình có nhiều người cũng có thể dạy con, cũng có thể đánh, nhưng mà nếu mà đặt trường hợp mình cũng thấy nó có số ít con mà nó lên nó tức quá, hoặc là vô tình nó để thấy cái lằn của cha mẹ đánh, hoặc là thầy cô mà thấy được cái lằn đó thì hỏi tại sao này kia kia nọ, thì mời gia đình lên, mời phụ huynh lên rồi hỏi cho ra. Nếu mà không, mình gia đình không lên đó trường á, thì có thể là nó báo cảnh sát đấy. Cho nên mình thấy trẻ nhỏ ở đây á, nếu mà đứa nào sinh ra đứa nào mà nó khôn lên thì tự khắc nó khôn lên, chứ còn ở đây mà dạy dỗ theo kiểu Việt Nam là không bao giờ có. Tại vì nhiều lúc á, nó ở phòng của nó, nhiều lúc ở phòng của nó là nó ở trong phòng nó làm cái gì nó làm này kia nọ, vô phòng con cái vô phòng phải gõ cửa, chứ không phải như Việt Nam mình xô cái rầm vô nắm tay cái nắm chân kéo ra. Cho nên ở đây á, ở đây con cái nếu nó nên á là cha mẹ cũng mừng lắm, mà nó mà khá dậy rồi á thì cũng bó tay. Đó là cái ngược đời thứ tư. Còn cái ngược đời thứ năm nói về động vật ở đây, nó coi như là theo kiểu con người thì bình đẳng này kia kia nọ, cái chuyện đó là bình thường rồi, nhưng mà đối với con vật thì như mình nuôi con mèo hoặc là con chó, mình xách đầu con mèo ở trong nhà mình quăng ra này kia kia nọ, mà nhà gần bên nó thấy là bắt đầu nó điện cảnh sát tới, là bắt đầu cảnh sát nó còn hỏi mình là hành hạ động vật này kia kia nọ. Chứ không phải như Việt Nam mình, đến nỗi vừa rồi như giả tỷ như cái thời tiết vừa rồi mình có nuôi con chó, bạn con nó có nuôi con chó thì mình cũng nghe nói biết, thì nó thường theo dõi lên mạng để nó coi thử cái luật rồi này kia nữa. Nhưng mà trời lạnh mà dưới 50 độ á, nếu mình bỏ con chó đi ra ngoài hoặc là nó bị lạnh bị này kia kia nữa, mà nhà gần bên hoặc là ấy, nó báo với lại cảnh sát một cái tới phạt 500 đô. Mà ở đây đặc biệt là không có thấy là nó chạy rong ngoài đường, là hình như là đi là cả người dẫn, đi đi công viên hoặc là nó dẫn đi bộ, rồi nó cá sợi dây nó xích nó cầm nó cầm nó dắt đi. Mà nếu mà
tì chỗ nào ỉa chỗ nào một cái á, là nó cá nó thập tay cái quần là cái bị nó lấy nó hút không, cái vệ sinh nó sạch sẽ chưa đó. Chứ không phải mình không có nói là Việt Nam là vô giấy, tại Việt Nam mà bây giờ hiện giờ con người mà quản lý là còn hư khá là không chi là quản lý mà tới chuyện nuôi dạy động vật này kia nọ. Cho nên mình thấy ở đây á là cái chuyện mà người khác mà nó điện cho cảnh sát á thì cái chuyện đó bình thường, nó cũng cá trong cái đó thì nó cũng cắn cái cũng hơn thấy khá chịu, nhưng mà thấy cũng được. Tại vì ở Việt Nam mình mà thấy xe mà giả sử như tai nạn hoặc là mình bị cái gì mình ngất xỉu trên xe, hoặc là cái xe bị tai nạn mình không điện thoại được ai này kia nọ, thì cái xe chạy sau nó thấy ở xe trước tai nạn nó ngừng lại, nó điện thoại liền tới nó. Nếu mà mình còn nói được cái gì á thì nó hỏi số điện thoại, nó hỏi này kia nọ để nó điện cho người nhà. Nếu không có thì nó điện cho cảnh sát tới. Ở Mỹ này nó như vậy á. Bây giờ mình đi vô chợ, cho nên đó mình không bao giờ, mình ở mười mấy năm nay không bao giờ thấy nói chuyện mà nói nhau mà xỉ quẻ trên mặt trên mày này như kia nọ, hoặc là vừa nắm đấm đâu. Cho nên cuộc sống ở đây thì thấy mình thấy là giả tỷ như ở Việt Nam á, mình nói là cái vỏ hoặc là gia đình đông người có thể ăn ít thì kia nọ, chứ ở đây mình thấy mình sống cô đơn độc mã, mình sống chỉ cái gia đình không, sống cũng mười mấy năm không có gì hết. Tới khi đi chuyện đi làm, gì á thì làm về nhà, chứ còn cái chuyện mà ở ngoài đường hoặc là xung quanh nhà cửa thì không có gì. Cái trường hợp như thế như cả anh cao, cả ở nhà mình nó cao á, nó quy định là coi như là trên một mấy chục cm là phải cắt, mà nếu mà cao quá mà anh không cắt thì bắt đầu coi như là nhà gần bên nó thấy khó chịu, nó thấy coi như xung quanh cắt mà coi như gần bên nó cao thấy khó coi này kia nọ, thì cũng có thể nó điện cảnh sát tới. Rồi cảnh sát tới nó quăng cái gì là giấy đó là nó kêu warning, có nghĩa là nó cảnh cáo anh phải cắt, nếu không cắt tôi kêu xe tới cắt anh trả tiền đó. Mà ở Mỹ này nói chuyện mà hả, cảnh sát nó làm cái gì nó ghi giấy phạt á thì anh phải đi đóng, mà nếu anh không đóng á là ra tòa. Mà ở Mỹ này mà dính vô cái chuyện chính quyền mà ra tòa là nó mệt lắm đó. Cho nên á cái luật lệ nó mình không biết nhiều đó, nhưng mà mình sống một năm biết được cái này, một năm biết được cái kia, cho nên mình chia sẻ, mình nói chuyện cho trước nhất á là mình nói chuyện anh em con cháu nghe cho nó vui. Rồi cái cá thể thứ hai nữa là những người cũng ở đây nhưng mà mới qua chưa biết thì bắt đầu coi như là mình nghe được, đồng ý cái nào hay thì mình rút tỉa kinh nghiệm. Cho nên trên ở trên đường mình đi làm đây á, bây giờ mình đang chạy xe đi làm đây, thì bây giờ sẵn mình sắp sửa mình làm, mình cũng còn 1-2 năm nữa retire, nên là giờ mình muốn làm đưa lên YouTube để bắt đầu mình đi lên, bắt đầu khi mà mình retire hoặc là mình nghỉ đi chuyện đi du lịch Việt Nam rồi vậy, mình quay lên mình đi những cái nơi mà hồi kia mình ở Việt Nam mình chưa biết á, giờ mình về mình đi du lịch đi chơi thì mình cũng lên cho các bạn cả nhà cùng xem cho nó vui. Cho nên á mình làm thì trong cái lúc buổi ban đầu thì mình làm, người ta làm người ta có máy móc này kia nọ cắt ghép hình ảnh làm nhạc, còn mình á thì cái này cũng như là mình nói chung là cái này cái những cái clip mình quay đưa lên cũng chẳng hạn như những miếng bánh miền quê vậy mà nó chân chất thật thà các bạn coi cho nó vui. Rồi các bạn coi nó vui, vừa hiểu được vừa biết được những cái thông tin mình tai nghe mắt thấy ở Mỹ, rồi bắt đầu coi như là mình nói chuyện lại cho các bạn nghe. Cho nên là mình nói
mới mới bắt đầu làm clip cho nó vui á, thì mình nói thì nó cũng còn ngại ngùng à, với lại mình không có kinh nghiệm được nhiều. Thì các bạn, mong các bạn cả nhà thông cảm à, chứ đừng á, đừng nói là mình lên clip YouTube mà sao sao, cho nên mong các bạn anh chị em thông cảm cho mình. Nếu mà cái gì coi như là mình lên kênh á, cái gì các bạn coi như là đăng ký kênh rồi ủng hộ cho mình, để bắt đầu mình các cái động lực mình làm, mình đi từ từ, chứ bây giờ không có cái xe chạy á cũng nổ máy từ từ, thì bây giờ mình cũng bắt đầu từ từ làm lên. Cái gì sơ suất á các bạn thông cảm cho mình. Thì bây giờ cái video này á, mình clip này mình làm là trên đường mình đi, bây giờ là 6 giờ, cũng mới 6 giờ 20 à, bây giờ coi như là bắt đầu tới hãng. Cho nên á, mình á, coi như là các bạn khi mà coi cái video của mình á, thì các bạn coi như là thông cảm à, là người mới, mình cũng nói chuyện cho nó vui là vậy thôi. Thì lớn tuổi rồi, cái nhiều lúc trong cái uy tín mà mình cũng không có rành cắt ghép hoặc là này tiếng cái nọ, cho nên bây giờ coi như là các bạn cứ coi mình tiếp tục một theo kiểu mình nói là mình gặp được cái gì là mình quay ghi lại mình quay lên, chẳng hạn như bây giờ cái này nè đó, như cái xe mình nè, nó có cái này à, đó là cái coi như ở Mỹ này á, cái này là người ta kêu cái handicap, là cái người bệnh á, người mà bị chẳng hạn như đau thấp khớp rồi mà đi yếu rồi này cái nọ, thì trị bác sĩ á, thì xin bác sĩ xin lên ta tra cái giấy này. Thì ở đây nó có một cái là coi như là cái những cái chỗ đậu cho kêu bằng những chỗ handicap đậu, giả tưởng như trong chợ thì nó gần ở trước chợ, để bước vô chợ cho nó gần, hoặc là mấy người ta đi xe lăn á, người ta bước xuống xe người ta đi vô nó dễ dàng hơn đó. Như hãng mình nè, nó có mấy cái chỗ handicap nào đó đã đặc biệt dành riêng. Bây giờ mình lên tới hãng rồi, giờ mình chuẩn bị vô làm, vô rồi bắt đầu bấm thẻ. Cho nên rồi video thì mình làm, mình tới hãng rồi, bây giờ coi như là mình bắt đầu vào cả nhà đó, anh chị em. Thì bây giờ mình làm coi như cứ rảnh là mình làm, rảnh là mình làm, mình đưa lên cho nó chơi vui đó. Cái gì á coi như là khi mà anh em rồi các cháu coi cái này cũng như bây giờ, thay vì mình nói chuyện bằng Facebook này cái kia nọ, hoặc là nói chuyện bằng Zalo, nói chuyện bằng message, thì bây giờ cái này cũng như là mình nói chuyện vậy. Rồi chào cả nhà nha, rồi bye bye.